Chị sống ở Mỹ gần 40 năm, đã lập gia đình với một người ngoại quốc và có hai đứa con. Cuộc hôn nhân của con là chị đang viết thư cho cha, thì chị bảo là cuộc hôn nhân của con không hạnh phúc vì bất đồng ngôn ngữ, khác biệt tôn giáo, văn hóa. Vì con cái cho nên con không ly dị, nhưng cảm thấy cuộc sống rất nặng nề, chán nản. Vài năm gần đây tình cờ lướt mạng, con có quen một anh bạn ở Việt Nam. Anh ta chưa có gia đình, chúng con chỉ chat với nhau qua mạng, chứ hoàn toàn không gặp gỡ ngoài đời. Mỗi lần chat thì con thấy đỡ buồn hơn, những uẩn khúc của mình cũng được giải tỏa phần nào. Người bạn trên mạng ấy muốn tiến xa hơn, nhưng con chỉ xem anh ấy như bạn tâm giao và không muốn chồng con biết chuyện này. Thưa cha, nếu chỉ có bạn tâm giao trên mạng, trong khi vẫn giữ cuộc hôn nhân với chồng, thì có được không? Không dễ dàng để chúng ta nói được hay không đâu. Bởi vì khi hai người chuyện trò với nhau trên mạng, chúng ta không phải là người thứ ba để biết rằng họ đang chuyện cái gì. Họ đang nói với nhau cái gì trong câu chuyện đêm khuya. Và tôi hơi một chút thắc mắc là tại sao lại phải giấu với chồng chuyện này? Bởi vì nếu đó là bạn, nếu là bạn, em có một vài người bạn ở Việt Nam, thì nếu là bạn bình thường thì không có lý do gì phải giấu với chồng cả. Thế cho nên mỗi người phải đối diện với chính lương tâm của mình, đối diện với cái việc mình đang làm và có một trách nhiệm. Nếu xét một cách nào đó như ngôn từ mà chúng ta đón nhận, chỉ là bạn, bạn theo đúng nghĩa, bạn thì đâu có buộc phải là bạn cùng giới. Bạn với người cùng giới, bạn với người khác giới, bạn với người đã có gia đình, bạn với người độc thân, bạn với các bậc tu trì, chỉ có thể trở thành bạn của một linh mục được không? Được chứ ạ? Nếu chỉ là bạn, ví dụ tôi có chị là một người bạn, có những cái gì đó mệt mỏi căng thẳng, và chị Thủy ơi cho Văn mệt quá, có rảnh không uống cà phê chia sẻ này nè, để giải quyết làm sao? Nếu là bạn thì đâu có thể nói cứ đi uống cà phê với một người phụ nữ là phạm tội giới răn thứ 6, không phải như thế. Cho nên hiểu thế nào là bạn. Chỉ có điều nếu ý thức và luôn luôn tôn trọng và giữ được cái phẩm giá hôn nhân, phẩm giá của chính mình, đón nhận như một tình bạn để hiểu nhau, để chia sẻ những gì của cuộc sống, dừng lại ở đó thì có lẽ nó là tốt đẹp. Nhưng cái ranh giới nó rất mong manh, và có khi ta lại mở một cái cửa ngõ để cho những cái cuộc phiêu lưu nào đó trong tình cảm nó diễn ra. Tôi không nói là phải chặn tất cả, nhưng mà nó luôn luôn đòi hỏi người ta một cái sự trưởng thành trong đời sống tâm lý, trong đời sống tình cảm, và đặc biệt trưởng thành trong đời sống đức tin. Tôi chỉ xin được cung cấp một vài cái suy nghĩ như vậy. Còn được hay không được, làm thế nào, thì chính người chị em của chúng ta phải đối diện thực tế với hoàn cảnh của mình. Thì cha là một linh mục hoàn toàn không liên quan gì, hoàn toàn không sống trong một đời sống hôn nhân, mà cha ngồi cha nghe những câu chuyện, những câu hỏi về đời sống hôn nhân như vậy, cha có cảm thấy mình đi tu là hên quá không cha? Tôi nhớ như cái câu chị nói, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Có lẽ không phải nói như vậy là đời hôn nhân đều là oan khiên cả đâu, mà không phải ai đi tu cũng đều cảm thấy là cõi phúc cả đâu. Mỗi chúng ta Chúa gọi ở một bậc sống khác nhau. Có người Chúa gọi bậc sống tu trì, có người Chúa gọi bậc sống đôi bạn. Và tất cả chúng ta đều có chung một cái hướng đến là tìm hạnh phúc. Tu mà không hạnh phúc thì đừng tu nữa. Lập gia đình mà không hạnh phúc thì nó là gánh nặng. Cho nên đều hướng đến một cái đó, hạnh phúc. Và hạnh phúc của chúng ta, những người có đức tin, thì không phải chỉ hạnh phúc hôm nay lúc này, mà còn là một hạnh phúc vững bền, hạnh phúc mai sau. Chỉ có điều làm thế nào để có hạnh phúc đó. Hạnh phúc đâu có ở trên trời rớt xuống rồi đi nhặt như ăn nhặt mana đâu, mà là một sự đánh đổi, một sự hy sinh, một sự tạo lập. Nhân đây thì tôi có thể nói một lời chúc cho tất cả những ai đang sống trong ơn gọi hôn nhân gia đình, biết yêu quý, biết trân trọng hạnh phúc của mình đang có. Và nếu như nhìn vào cái hạnh phúc đó có những cái khó khăn, có những cái rạn nứt, chúng ta đừng để cho cái sảy này cái ung,
cố gắng gìn giữ, tha thứ, chữa lành, làm mới lạ để làm sao hạnh phúc có thể luôn tràn đầy trong từng mái ấm của các gia đình anh chị em của chúng ta. Chúng con cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây hôm nay để chia sẻ với quý khán giả những vấn đề về hôn nhân gia đình ạ. Kính chúc cha vạn sự an lành.